Rồi, bắt nhạc nhỏ nhỏ hả con? Mừng không, mừng không? Quá tuyệt vời. Tắt cái mi nè, để nó hú á. À, bây giờ ông test cái lò nha quý vị nha. Rồi, bấm coi. Đừng có bắt nhạc con. Đừng có bắt nhạc. Rồi, alo ơi. Alo đi. Nói lời không đi. Đừng bắt nhạc. Đâu cho anh mua đây đâu mà cho. Chứ không phải là mua mình để mình làm. Để mi xích vô cho ông. Để cái này là để cho đời. Cho ai? Cho ông chứ cho ai? Cho đời. Hay là do nói chuyện tốn hao sức quá phải dùng mic. Chắc vậy quá. Không tắt cái đó rồi nó là sao nó vô pin. Vậy ông đi đâu nữa? Dọn dẹp. Dọn mấy. Đây quần áo gì đùm lum tà la này nè. Không may đồ son bé. Không, cái này mình để lại cho đời mà. Đời ai lái đồ người ta bỏ một lụm về mà để lại cho đời. Đồ có xin thì đồ mới của người ta chợ tao bán. Có cái giải đó giải thừa đó. Mới kiếm yeah. Luôn. Chợ này chợ dưới chợ Thủ Dầu Một bán. Tự nhiên treo đó làm chi vậy? Kiếm không à? Ông lão ơi. Để cho mấy em bé quay định hình đó. Định hình trời. Định hình đó. Không có cho thiếu màu nha. Giờ cái máy này nữa quý vị, có đầy đủ luôn nha. Mà cái miếng máy may này của sư phụ hả, ai cho? Cái đó là người ta cho tiền mua. Vậy là sư phụ biết may đồ luôn hả? Ừ. Rồi nắm tay trình nữa kìa. Kể đi. Phải tình gì á. Không quý vị, bả tháng trình là bà nắm tay dữ lắm nha đó. Không à, bữa nay là cho trình thoải mái hả lại? Ờ, muốn làm gì làm đi. Không nghe hả? Là được ha. Ở ngoài thôi nha, không chung vô nha. Wow, giải quá trời giải luôn rồi. Kiếm không à. Quá trời luôn. Trời ơi, gì đâu mà quá trời còn nhiều quá lại. Mấy bao kìa. Quần áo à, quá trời nè. Cái này là mình xin mấy năm mà mới được nhiêu đây anh? Năm nay nè. Ở năm nay đó hả? Wow. Còn đồ thì xin mấy năm nay. Còn xa xa kia là thần tiên tỷ tỷ đang đưa dẫm nha quý vị. Bé rất đẹp gái nha quý vị nha. Bỏ trốn nữa đi. Chạy trốn nè. Bắt bà liếc ghê không quý vị. Đẹp cá quá trời quá đất luôn. Cái này tôi xin người ta thì để tôi cũng để lại cho đời thôi chứ tôi đâu giờ mình mặc thì cũng dài bộ thôi chứ làm gì bằng gì dữ vậy. Đây là cũng như là cái shop luôn á. Chút vải luôn đầy đủ màu luôn. Muôn màu như vẽ, muôn màu như sắc. Nó có mấy chỗ mấy cái đó là chỉ có một chỗ một trò đó. Còn cái này là mấy chỗ cho? Ừ, cái này là mấy chỗ. Hình như là cũng một chỗ một chỗ. Sao mà mình không đem cái này mà đưa mình che cho nó, cho nó gió nó bớt lạnh? Ở trong đó là nhà khí, nhà dương mà. Yeah. Không phải giống như cái nhà âm của trường quân. Cái này là âm. Nhiều người mình xin của người ta, nhiều người ta cũng cho, nhiều người ta cũng không cho. Nói chung giờ hôm nay là ảnh vui rồi. Ngày hôm qua sao ảnh mà đóng tù vô mà nhập vai giữ lại làm sao phải cho thiệt chứ anh thấy là Minh Dương lại thủy đóng bao nhiêu vai bao nhiêu tù thiệt mà thiệt vợ chồng của ai người ta ra rồi cũng của ai gì nấy thiệt mà sao đập xe vậy chứ sao mấy bạn không đập thiệt thì sao thiệt thiệt cũng như thiệt luôn hả diễn mà như thiệt luôn hả thiệt luôn đó. Diễn gì chơi đâu. Hôm nay em bán giải luôn nha quý vị. Đó, làm phải phối từ màu. Màu nào nó hợp với màu nào. Chứ đâu phải đơn giản hay là. Màu này là của người đó đó bên cái những cái ấy đó là mấy anh biết là của ai đó nha. Hình như anh hộp màu đỏ sao anh chọn mua màu đỏ vậy? Tao mà trắng đỏ nữa không? Thành ra thằng Trình nó mới tiến lên được đỏ thôi, đỏ vàng.
tức là âm dương. Thấy không? Vậy mà chiều có mà nấu và ăn trên lại. Ờ, hâm nhiêu đó ăn 7 miếng là được rồi. Trời ơi, thịt bò hâm 5 ngày luôn hả? Làm như đấy mệt mẹ, làm bú rồi ha. Mai làm tiếp. Đồ áo của chị mặc đẹp đó, là nhiều khán giả nói là anh mua hay là xin vậy? Xin không á. Xin không quý vị. Tất cả những cái đồ này là xin hết. À, đó cũng xin, này cũng xin. Mấy đồ đó chắc người ta bán không được, người ta cho đó ha. Đúng rồi. Nhưng mà nói người ta bán không được, người ta cũng quê. Người ta không cần, như người ta mua người ta phải chọn lựa màu, người ta không thích thì nó ế thôi. Qua mẫu là ế rồi. Đây là khu chứa quần áo cũ nè, ông lụm nè, ông cho để lại cho đời hả? Cái máy điện thoại và cái ấy đó là phải có đầy đủ á. Anh đâu có xài giấy đâu mà người ta cho giấy ta. Vệ sinh nè, tạt nước mà phải không? Ừ. Thì đó ai anh em nào có xài cũng phải xài. Nó giỡn ra để anh xài anh chùi chứ. Ở đây không xài. Ở đây không xài chùi bằng cái gì? Tạt nước hả? Tạt nước không à. Trời ơi. Tạt nước là lấy tay móc hay gì? Ghê quá vậy. Ông lão xiềng xích nè, ông mua lo với điện thoại tắt mắt alo gì ông nội tử rồi, nó có tắt chưa. Đó là căn biệt thự. Cái đầu sạc này mà vậy rồi nữa mình sạc bằng cái gì? Sạc cốc điện thoại của ông có đó. Bé vô nè kìa, ông đóng cửa lại kìa. Bé gái đẹp gái không? Vô. Vô ở ngoài. Rồi vậy là anh lại vô trong ha. Ừ. Bye bye luôn ha. Rồi bây giờ mình chia tay đi ha. Giờ có gì nữa không? Rồi. Có cũng cũng xin gì không hả? Bây giờ mà ra đây tâm sự buổi chiều đi chút xíu đi rồi vô. Bữa nay là lói lo vô nè. Rồi điện đâu mà sạc ở đây. Phải một dăm cái chui nó vô trong cái cốc sạc điện thoại á thuộc. Đó, vừa đó đó. Đi mình sạc. Mua cục sạc dự phòng như Nam nè. 1,000 lận. Cho ổng đi. Dự phòng á cho tao mượn xài mai trả lại cho mấy mẹ vàng mai tự lên lấy. Má cho luôn đó. Không mượn thôi, cho đâu, anh đâu có lấy cho. Anh đại gia mà. Cái gái nhìn kỹ rất đẹp nha, miệng cũng đẹp, mũi cũng đẹp, mắt đẹp, em khen hoài quá vậy. Không thể gọi đẹp nhưng là đẹp thằng tiên tỷ tỷ á. Đẹp về đôi mắt nè, về cái mũi nè, về cái miệng với cặp mắt ha. Lông mi cũng đẹp, lông mi dài nữa. Đẹp nữa. Lông mày cũng đẹp nữa. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bắt nhỏ nhỏ thôi. Bắt nhỏ thôi anh. Nhỏ đi con. Đúng rồi. Đi vừa thôi. Mũi quá trời. Cảm xúc của anh lợi như thế nào khi mua điện thoại với cái lo? Sung sướng không? Gì mình mua này để ta để lại cho đời. Mua không xài nhưng để lại cho đời. Mọi người ngày sau để có hưởng hết. Rồi nguyên nhân vì sao có được cái điện thoại này? Cảm ơn anh. Ai gieo duyên? Ừ. Không có ai à, không cảm ơn ai cả. Ôi, trời trời ơi. Ông này đúng là một người vô ơn. Mạnh Thường Quân tôi tặng đó. Không biết. Dạ không cảm ơn tôi luôn hả? Ừ, không. Thì tôi gieo duyên mà. Tôi gieo duyên Mạnh Thường Quân mới biết không cái bộ mày á mà có làm á mà thì mới mày mà sao cái dài chứ cũng mày sẽ có. Tôi đúng phát lại ông rồi, ông lão ông rất là vô ơn nha. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây chứ, uống nước nhớ nguồn chứ. Mày mày hít ra thở vào là nịnh tao nợ tao nè, mà chưa lo tao được gì. Mấy mày toàn là nợ tao không. Ông giống trọng súng quá. Ông biết trọng súng không? Có tiền lại xài hết à, giờ đưa tiền ông 1 tỷ một ngày ông xài cũng hết rồi mà. Mua này mua kia ông xài cũng hết. Ông nói có tiền là ông xài hết luôn một lần vậy đó. Chứ em để ra em sợ người ta vô lái sao mà. Tiền của người ta mình không có thể nào để tha là mình mua cái vật chất nó vậy đó. Để cho người ta mua để lại cho đời vậy hả? Vậy đó gọi là cổ thiên trả địa hả? Ừ. Chứ mình không có lấy giữ trong người. Thay vì đó mua vé số hay là đánh máy số có tiền. Vật chất đó, đó. Nó có câu trả lời.
Vậy rồi mai sư phụ hết tiền ăn rồi làm sao? Thì xin. Trên đất nước Việt Nam này mỗi mỗi một cái hình người á là nợ ta hết. Ta muốn lấy tiền của ai là ta lấy. Vậy bình thường mình phải thủ tiền trong mình để tỉnh quản sao? Không cần đâu, không cần. Nó đây là không có bà không có bệnh gì cả, muốn đi về á là đi thôi, đi du lịch là đi thôi chứ không có bệnh gì cả. Khi nào mà tới chừng tịch là tịch ha. Đâu có, đó cái đó gọi là đi á, mình biết giờ, biết cắt, biết gành bánh linh, mình đi á, biết nhà, biết chỗ mình á. Bữa nói là đi về trời mà không về. Không về, từ từ ta đi. Cô chú nói là trong đây là cặp mắt của bé. Bữa nay là ngày bị chớp hoài. Đúng rồi. Chắc đau mắt. Thôi nhiều hay sao? Bị mắt bé lại lâu lâu chớp á. Lâu lâu chớp đó, đó. Là bị vậy là đi chơi nhiều quá, âm nhiều. Đó, nó nháy mắt hoài à. Ừ. Không. Chứ bị cận thị à. Đi chơi nhiều quá. Bây giờ mà tụi ngoài nè chơi nhiều quá. Tụi em làm mà cho chở bé đi đo độ cho cái kiến được không anh? Sao anh không cho dẫn bé đi, đi tắm rửa, hớt tóc? Trượt nó vô nhiều chịu nổi đâu. Ra đây thôi á, là nó vô là chịu nổi rồi. Mình ra là ở trong cái lòng đó nè. Mọi người là nhớ kỹ nha. Tụi tôi đi du lịch rồi thì gỡ giữ lại những cái hình tài sản vật chất đó mấy anh càng giữ lại. Dạ lên trời anh có để lại di chúc gì không? Trong cái sổ đó có ghi hết rồi đó, 8 người. Bao lâu nữa sư phụ đi và bữa giờ nó hoài á? 8 người là trong đó là cặp vợ chồng bên quán với kế bên đó là 4. Còn ở đây là bên đây là 4 người, Trình với anh Quy, với anh Thanh với Bình Định. Còn Nam đâu? Không có. Nam thì ủ hộ với mấy cái cảnh này. Cận gì á là đi bên ngoài. Bọt ha. Hiểu không? Hỗ trợ nha. Không cần hả? Không cần. Khi nào cần là có hậu. Đó, cái đi. Con vô trọng lấy cái sổ. Mình định đi thăng chức rồi quý vị ơi. Vô trọng lấy cái sổ. Được sư phụ phê duyệt là thăng chức ở Bình Định nha. Quay giờ rồi thăng chức gì? Bây giờ què gì ảnh có cách mà để chữa cho em hết về giò. Bây giờ anh mà làm sao cho nó hết về giò các anh lại. Nói gì đâu về ngủ tự động hết. Tâm tính ý trong thân ý nghĩ gì đến đâu. Trời, sao cao đó quen quá vậy? Ừ, mày làm đi mày. Tối nay về là anh nghĩ là hết đau nó sẽ hết đau. Ừ, còn nghĩ ra đau là nó sẽ đau. Đúng rồi. Trời kiến bù lên áo quá trời kìa. Nghĩ mà bên ngoài càng nhiều á là cái thần mình nó tán ra hoài á. Đó, là rút trượt vô là nó đau. Mình phải giống như là mình bệnh thì mình phải lạc quan phải không? Mình thâu cái năng lượng vào cho bản thể mình, nó có ngũ khí âm nè, nó có năng lượng dương xuống, ngũ khí dương xuống thì cái thể này nó mới hồn khỏe thì hình nó mới khỏe. Nó tránh được đau nhức căng tức ngăn ngại khó chịu bắt nạt. Cái câu này giống như cao giống người ta bán thuốc ngoài chợ quá vậy. Không bán sơn đông mãi vỏ ngày xưa. Sơn lâm mãi vỏ thì mấy đó nó cũng học trong Phật pháp đạo pháp mà ra. À, cái câu đó y chang đó. Ta bệnh rồi đó. Mua thuốc uống đi. Đi ra một ngày hôm nay nè, âm nó vô biết bao nhiêu đầy người. Sai bữa nay mà đi. Rồi bây giờ ngồi nó mà tụi em về rồi đó rồi anh vô trong là âm ra hết không? Phải tỉnh tỉnh. Tỉnh nó ra phải không? Không phải ra, tỉnh cho nó về dương hết á, là nó đi về. Vậy là đi về trên. Tối nay là hơi cực ha. Ủa vậy anh mua lát, anh mua đèn anh đem lại luôn đi. Nếu mà hồi nữa em cầm lại đặng em mua có thì em sẽ cầm lại cho anh, còn không có thì sáng mai một, em cầm lại. Một quyển hả con ơi, một quyển của cha trên kia à. Nói men lên à. Trời ơi ôm trọng này không có đi muốn không nổi luôn. Nặng quá trời mà. Trời ơi, ta hung nó miếng đi, tình cảm cha con kìa. Gớt cái điện thoại nữa. Cầm đàng hoàng con gái. Phải rồi, cái quyển thứ này mà nó nằm lên bên chỗ cái quyển thứ này mà chỗ mẹ. Bỏ xuống đây để đi vô gớt á. Khỏi đi, khỏi đi không được. Mai đi. Cái gì tôi để cuốn sổ đó. Ngay đây chỗ cũ đi. Gần hồi nãy em đi coi cái đèn đó rồi có thì em mua. Em cầm lại cho anh luôn, còn không có thì mai ha. Để cho anh tối nay anh tịnh chứ không thôi là âm nhiều quá nó nặng. Chung có đèn tối cũng sáng sủa. Có đèn sáng sủa cũng được. Nhưng mà bắt đèn nhiều là muỗi nhiều, bùa hông nhiều nó bu vô. Con coi cái điện thoại con để xa xa ra chút xíu nha. Để con mắt con cứ chớp chớp hoài.
có thể nếu ai hỗ trợ gì vấn đề tiền tài vật chất cái gì đó, vật chất thì để có gì mấy anh em ăn, còn cái tiền có thể là mình mướn cái gì không, bộ ở đây không anh em không nhận không, tiền có đâu. Gì trong cái sổ đó anh cứ ấy rồi ghi trong sổ đó rồi để có tiền để mà chi phí cho tất cả mọi người không vật, không hoặc là mướn người ở lại canh giữ 24/24 trời ơi. Nhưng mà sau này phải không, sau này hiểu không, thì sao này có gì Bình Định nó phân công cho Nam là nó ở đây nó canh giữ, cho anh ngủ hả? Ừ. Ghê quá vậy. Rồi em sẽ ra lệnh cho Nam nha. Nhiều khi mình nhờ bên quân đội với mình hợp tác. Trời ơi. Công an á, một hai người. Đứng canh giữ anh ngủ hả? Công an lại khám nghiệm tới đi. Đồ đạc ở đây nè. Không có cho người vô phá. Ở đây ba xác dương, ở ngoài Hà Nội một xác nữa là bốn xác là đủ. Hiểu không? Ngoài Hà Nội là ai ngoài số 1? Gọi giờ em đi mua đèn nha. Chủ tịch chứ không. Thôi bye bye sư phụ nha. Tao sắp đi du lịch rồi. Không đi du lịch ở đâu? Trời. Tao đi 10 năm, 11 năm tao mới về. Quý vị ơi, là sắp đi trời là quý vị. Là phải giữ yên cái ba cái hình này. Hình này gọi là hình dương. Ba hình ngoài kia hình đó là bốn hình. Trên đất nước Việt Nam mình chỉ có đất nước Việt Nam mình thôi. Rồi tất cả những tài sản là của quốc gia là giống như mốt món tập dở này nè, dưới quần áo á vẫn để yên nguyên vậy, không đem được quyền đem đâu cả. Ai đi đem đâu là bị trời đánh ngán chịu á. Bất cứ là ai. Ê Nam cái kiểu này cũng được nè Nam. Đó. Sư phụ. Nghe cho sư tỷ uống trái dừa mà sao lại lấy uống nó mùa qua rồi. Cái bà miếng dừa đi mà khác rồi. Uống. Uống đi. Anh Lợi ơi, vuốt cái chân em anh Lợi. Không. Tao chửi tao chị bằng khí hả? Tôi mà tít chị bằng khoảng cách nè. Đây nó uống ông kìa. Đời mốt á. Anh Lợi mua vé số ủng hộ ông lão ơi. Tao chỉ bán vé số dương à. Chị muốn đi về kìa. Tao cái nghĩ trên đỉnh đầu tiền anh sáng rồi. Là vì sao cho mình thảnh mà khỏe mạnh, không bệnh không đau chẳng già. Thôi về nghỉ ngơi đi. Kệ ngồi chơi ngồi. Hát bài nghe. Ông trời ông không có mua vé số. Ông biết chơi. Ông là người gọi cõi trơn mà sao mua vé số được. Mua cho đại đi sư phụ. Bây giờ bao nước mà không uống nước giờ mua tờ vé số tặng được không? Không. Không được luôn hả? Nó chứ đâu có đâu. Có uống gì con? Đó là hủ quy rồi. Để uống gì? Bữa nay chú Thanh bao nước ngọt anh Lợi đó, Lợi uống thoải mái đi. Bữa nay thằng bác chơi nó bao á. Mở tủ lạnh ra con, mở tủ lạnh ra lấy gì lấy đi. Uống gì lấy đi. Rồi đâu nó uống nè. Còn việc cái gái nãy giờ. Quý vị ơi, có bán thuốc bổ xương gốc glucosamine loại 280 viên với giá là 850.000 free ship toàn quốc.